Đây là các bác, cây sạc 36V này. 36V. Sạc này thì hoạt động bình thường các bác nhá, vẫn sạc bình thường. Để bác nào mình lấy một sạc thì giá của nó là 50.000 đồng. 50.000 đồng một cái. Các bác nào mình lấy 3 cái thì 100.000. Đấy, 3 cái này bán 100.000, 3 cái. Bác nào lấy một cái thì 50. 100 3 cái sạc. Sạc vẫn hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy, 100.000 3 cái. Một cái thì 50. Sạc pin 36V. Đây, em còn được số đây, em thanh lý cho các bác mình về mình sử dụng nhé.